Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì, vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì. Vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của cha các con nói trong các con. Anh sẽ đem nộp em, cha sẽ nộp con cái sẽ chống lại với cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy các con sẽ bị mọi người ghen ghét. Nhưng ai bền đổ đến cùng, người ấy sẽ được cứu độ. Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật các con sẽ không đi khắp hết các thành Israel cho đến khi Con Người đến. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị em, phúc âm của tuần lễ thứ 14 mùa thường niên này chủ yếu là thuật lại những câu chuyện ngắn, mà trọng tâm của nó là xoay quanh lời giáo huấn của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ của mình. Chúng ta cũng nên nhớ lại mục tiêu của Chúa Giêsu khi đến trần gian này, đó chính là để mang ơn cứu độ đến cho mọi người. Hiểu một cách đơn giản, đó chính là phần rỗi đời sau vĩnh cửu dành cho những ai tin vào Chúa. Nhắc lại như thế, như là một cái sự định hướng chung cho những suy nghĩ của chúng ta trước lời giáo huấn của Chúa Giêsu trong phúc âm. Đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe đặt trong bối cảnh Chúa Giêsu sai các môn đệ của mình đi rao giảng tin mừng, một công việc chính yếu và duy nhất trong sứ mạng của Chúa Giêsu ở trần gian này. Sứ mạng ấy sau này Chúa sẽ chính thức trao cho giáo hội của Chúa. Nhưng mà hôm nay đây, với các môn đệ, ta có thể nói rằng các môn đệ đang ở vào giai đoạn đầu tiên, giai đoạn khởi sự, giai đoạn của huấn luyện và tập sự để cho việc rao giảng tin mừng của giáo hội và cách riêng là của các môn đệ sau này được trở nên hiệu quả hơn. Thì hôm nay đây, Chúa Giêsu nghiêm chỉnh đòi buộc các môn đệ của mình phải học lấy, phải tập luyện, phải trang bị và phải sống cho bằng được hai nhân đức này trong cuộc sống hàng ngày của mình, đặc biệt là trong vai trò là một môn đệ của Chúa Giêsu. Đó chính là khôn ngoan và đơn sơ. Trước nhất là sự khôn ngoan. Khôn ngoan được giải thích như là một sự nhận thức đúng đắn của lý trí,
giúp cho con người có được những chọn lựa, giúp cho con người có được những cái quyết định đúng đắn và hữu hiệu. Trong cuộc sống hàng ngày, nhất là trong dòng chảy khốc liệt của kinh tế thị trường, thì sự khôn ngoan đôi lúc còn được nhìn nhận và áp dụng hơn cả phạm vi ý nghĩa của nó. Nghĩa là nhiều khi người ta dùng sự khôn ngoan để cổ suý và phát huy tính cách lương lẹo để hơn thua và triệt hạ lẫn nhau. Chắc chắn rằng sự khôn ngoan mà Chúa Giêsu muốn các môn đệ phải học lấy, nó phải vượt lên trên tất cả mọi thứ đó để quy chiếu về trọng tâm của phúc âm là phần rỗi đời đời của mỗi người. Với mục tiêu ấy và trong mục tiêu ấy, sự khôn ngoan quả thật là điều cần thiết. Nó không phải để cho người ta hơn thua hay triệt hạ lẫn nhau nữa, mà là giúp cho người ta biết phân định giữa hai điều tốt, người ta sẽ nhận ra được điều tốt hơn. Giữa muôn màu muôn sắc của các giá trị tích cực, người ta sẽ nhận ra được điều gì sẽ là điều tốt nhất. Giữa cái hữu hạn và cái vô hạn, người ta sẽ nhận ra điều gì sẽ mang tính lâu dài, vĩnh cửu cho mình. Còn sự đơn sơ thì như thế nào? Có phải người đơn sơ là người thường hay bị thua thiệt và bị cho là thấp kém không? Trong cuộc sống đầy bon chen mà chúng ta đang sống trong đó, thì có thể người ta đã hiểu như thế, người ta đã đồng ý như thế. Nhưng với Chúa Giêsu thì khác đi. Sự đơn sơ là một nhân đức cần thiết cho những ai muốn sống theo giáo lý của Người. Nó cần thiết và nó quan trọng đến độ mà Chúa Giêsu đã dùng một hình ảnh có thể nói là gây ngạc nhiên và tranh cãi để minh họa. Chúa Giêsu nói rằng: nếu anh em không hóa nên như trẻ nhỏ, anh em sẽ không được vào nước trời. Nói như vậy không có nghĩa là nước trời chỉ dành cho trẻ con, chỉ dành cho những người bần cùng túng thiếu. Hoàn toàn không phải như thế. Nhưng nước trời chỉ dành cho những tâm hồn đơn sơ và tín thác vào Chúa, giống như những trẻ nhỏ hoàn toàn tùy thuộc vào ông bà, hoàn toàn lệ thuộc vào cha mẹ của mình. Thưa quý ông bà, anh chị em, trong những ngày này, bài đọc thứ nhất của mùa thường niên sẽ là những câu chuyện thật hay của các vị tổ phụ. Các ngài có thể khác nhau về tuổi tác, khác nhau về hoàn cảnh xã hội, khác nhau về những thực tế của cuộc sống, nhưng các ngài luôn có một điểm chung thật sáng ngời. Đó chính là tinh thần đơn sơ, phó thác vào ý muốn của Chúa. Trong bất kỳ một hoàn cảnh nào, dù là khó khăn, thua thiệt, dù là tủi buồn, dù là mệt mỏi nhất, thì các ngài vẫn luôn luôn sống theo ý muốn của Chúa, vẫn luôn luôn
thi hành ý muốn của Chúa. Câu chuyện của các ngài đúng là một bằng chứng sống cho những điều Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ hôm nay. Là những người bước theo Chúa trong đời sống đức tin hàng ngày, nói theo ngôn ngữ của bài phúc âm hôm nay, qua bí tích rửa tội, chúng ta cũng là những người môn đệ của Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta cũng được kêu gọi sống hai nhân đức khôn ngoan và đơn sơ ấy. Khôn ngoan để chúng ta nhận ra được ý muốn của Chúa trong cuộc đời muôn màu muôn vẻ của mình. Đơn sơ để mỗi khi đứng trước giới hạn của con người, chúng ta biết tín thác vào Chúa, nhất là trong bối cảnh của những ngày này. Chúng ta thấy của những ngày mà quê hương đất nước của chúng ta đang vất vả gồng mình chống chọi với làn sóng COVID-19. Chúng ta cầu nguyện cho những người anh em của chúng ta ở thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ sáng sớm hôm nay lúc 0 giờ, mọi người sẽ bước vào một giai đoạn mới, giãn cách một cách quyết liệt hơn theo chỉ thị của thứ 16 của Thủ tướng Chính phủ. Xin cho mọi người trên mọi miền đất nước của mình đang sống ở trong giai đoạn giãn cách có thêm sự kiên trì hơn nữa, hy sinh nhiều hơn nữa, hy sinh một chút để có được nhiều cái dài lâu hơn, hy sinh những cái nhỏ hơn để có thể đạt được những cái tốt hơn. Xin Chúa ban bình an cho tất cả mọi người trong quê hương đất nước của chúng con và trên thế giới. Thưa anh chị em, tập sách Quấn Ca, một cặp tập sách được viết vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên. Trong đó trình bày rất nhiều về sự khôn ngoan, mà cá nhân con cho rằng có một câu thật hay, thật đầy đủ, đó chính là kính sợ Chúa là đầu mối của sự khôn ngoan. Khi chúng ta kính sợ Chúa cũng là lúc chúng ta đang sống khôn ngoan. Khi chúng ta kính sợ Chúa cũng là lúc chúng ta học lấy sự khôn ngoan. Vì tập sách này viết rằng Thiên Chúa là nguồn gốc của sự khôn ngoan. Ai kính sợ Đức Chúa sẽ thấy cuộc đời này tốt đẹp, và trong ngày lâm chung họ sẽ được hưởng phúc lành của Chúa. Amen.